mục tiêu MDRT thì đây là một cái mục tiêu lớn cho một người đại lý, bởi vì danh hiệu MDRT là một danh hiệu rất là cao quý đối với một người đại lý, không những là tại Việt Nam mà cả trên thế giới. 5 trong mục tiêu chung phát triển lực lượng MDRT của AA Việt Nam thì miền Bắc Trung Bộ chúng tôi sẽ hướng tới một cái mục tiêu rất là lớn trong năm 2020, đó là tăng trưởng 200% số lượng MDRT trong năm 2020 này. Với cái mục tiêu này, miền Bắc Trung Bộ đặt ra cái chiến lược là chúng tôi phải duy trì được 80%, tối thiểu 80% số lượng 60 thành viên MDRT trong năm 2020 và bổ sung thêm 80 thành viên mới trong năm 2020 này. Để mà thực hiện được chiến lược này thì chúng tôi sẽ thực hiện việc làm goal setting, xây dựng mục tiêu cho lực lượng trưởng nhóm để đăng ký cái số lượng chạy MDRT trong năm 2020. Từ những cái số lượng này, chúng tôi sẽ áp dụng các cái chương trình huấn luyện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để giúp và kèm cặp lực lượng đại lý hoàn thành cái mục tiêu chung này. Chúc các anh chị tiếp tục giữ vững cái nhịp độ này để hoàn thành cái mục tiêu của mình, trở thành thành viên chính thức MDRT năm 2021 cùng với AA Việt Nam. Và một lời nhắn nhủ nữa là khi đã là đại lý, và đặc biệt đại lý của AA, thì hãy trở thành MDRT và tiến tới COT cũng như TOT trong tương lai.